chào cả nhà. Sau rồi ở Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng thanh lý dòng nồi inox các bác nhé. Bây giờ em sẽ vào chi tiết của em một để cho các bác theo dõi. Em lên cho các bác một em quánh đầu tiên này, con này đường kính 19,5 sâu 9 nhé các bác nhé. Thanh lý cho các bác 100.000 mã số 8. Đây, xeo lỗ luôn. Còn rất chi là đẹp luôn nha các bác nhé. Nồi inox một lớp. Đun từ ok, thương hiệu Frey của Nhật này. Nòng bên trong nhé, đẹp xuất sắc, tay chân đẹp nhé, thanh lý chỉ có 100.000 này. Mã số 8 này, 19,5 sâu 9. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi hai tay. Con này đường kính 19 sâu 10 đun từ ok nhá, thanh lý cho các bác 100.000 mã số 32. Inox bên trong sáng bóng nhá. Đấy. Cái dòng này nó là dòng một lớp cho nên là các bác ví dụ luộc rau nấu canh thì ok. Còn đâu rang thịt các thứ là không được nhá các bác nhá. Bởi vì những cái mà ví dụ như mình đun cạn, mình đun cháy. Ví dụ rang thịt cháy cháy khô là không được. Đấy. Thì các bác phải dùng cái loại dày hơn. Và cái này thì bác nào mua về luộc rau nấu canh có chung quy lại là đun nước thì là hợp lý, đun nước thì cực kỳ là nhanh luôn, đặt lên bếp từ sôi nhanh luôn. Đây 19 sâu 10 100.000 mã 32 nhé. Tiếp theo nên cho các bác một con nồi này, con nồi ăn lẩu mini này dùng cho hai người này các bác này. Đấy. Con này đường kính 22 sâu 6 nhé các bác nhá. Nồi ăn lẩu nhá, 100.000 mã số 16 này. Đấy. Con này nó phải sâu hơn 6, nó phải sâu, nó ghi nhầm ấy chứ rất là sâu luôn. Sâu 9 đấy các bạn. Này sâu 9 sâu 10 luôn. Con này đun từ ok nhá các bác nhá. Này, nồi bên trong rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này sử dụng cho 2 3 người ví dụ như là đội sinh viên hoặc là nhà trọ đấy. Dùng là hợp lý luôn này các bác này. 22 sâu 9 nhá. Con này 100.000 thôi ạ, mã số 16. Bên trong đẹp xuất sắc luôn. Đây đường kính này. Đường kính của nó là 23 luôn, 23 sâu 9 nhá các bác nhá. Thực tế của nó là 23 sâu 9. Đấy. Đấy các bác nhìn đẹp chưa? Ăn lẩu ok luôn. Rất là xinh xắn luôn nha các bác nhá. Đấy. Hai bên đều có cái móc này, mỗi người ngồi một bên đều móc được lên này. Phù hợp cho 2 đến 3 người. 100.000 đấy ạ. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi nhỡ này, con này đường kính 23,5 sâu 11 nhá các bác nhá. Con này em thanh lý cho các bác 150.000 mã số 2. Hàng một lớp. Chân tay hãng rất là đẹp, inox sáng bóng, luộc rau nấu canh phù hợp luôn. Đấy. 23,5 sâu 11, 150.000 nha các bác nhé, mã số 2 ạ. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi này, bên trong nó có một cái lồng hấp nha các bác nhé. Con này đường kính 22 sâu 11 này. Con này 200.000 mã số 19. Bên trong nó có một cái lồng này các bác này. Các bác hấp được nhá, bởi vì là từ cái mặt lồng này hấp xuống dưới chân còn rất là sâu. Còn sâu ít nhất là tầm 5 phân các bác nhé. Đấy cho nên là các bác hấp được, nấu sôi được. Đấy, cua, ghẹ, tôm, hải sản các thứ sôi rồi là nấu sôi nó trước hấp ok luôn nha các bác nhé. Đây bên dưới lòng nồi này mới tinh luôn. Đấy. Nồi hấp. Con này 22 sâu 11 200.000 mã số 19 nha các bác nhé. Con nồi này là dòng nồi một lớp nha các bác nhé. Ví dụ như ngoài chức năng hấp ra thì các bác chỉ luộc rau nấu canh được thôi, không rang được, không nấu khô được. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi nhôm rất đẹp luôn, con này mới tinh luôn, chưa dùng luôn này các bác này. Hàng xịn sò của Nhật luôn nhé các bác nhé. Đây, con này đường kính của nó là 22 sen này. Đấy, 22 sen sâu 7-8, nồi bên trong này. Con này mới tinh luôn, hàng trưng bày chưa qua sử dụng luôn nhé các bác nhé. Đây, mới tinh. Đây, nồi nhôm nhé, nồi nhôm. Vung nắp đỏ rất là điệu đà luôn, xinh xị mịn này các bác này. Thanh lý cho các bác 170.000 nhé các bác nhé. Đấy, con này thì đun ga, đun hồng ngoại thôi, không đun từ. 22,5 sâu 7, 170.000. Cái lồ nó hình như là hình quả táo luôn, nó rất là xinh luôn nha các bác nhá. Này. Vung nắp màu đỏ. Tiếp theo thanh lý cho các bác một quánh này, đường kính 17,5 sâu 8, 100.000 mã số 38 nhá các bác nhá. Đấy, con này là một lớp nhưng mà rất là dày. 17,5 sâu 8, 100.000. Tiếp theo lên cho các bác con này, đường kính 22 sâu 10 nhé, con này 100.000 mã số 3, 100.000 mã số 3 nhé các bác nhé, hàng inox 18-8 này, đấy, inox đẹp luôn, 22 sâu 10, 100.000 mã số 3. Tiếp theo lên cho các bác con này, đường kính 22 sâu 9 này,
Con này 130.000 mã số 5 nhá các bác nhá. Đây. Con này hàng cầm rất là lặng tay luôn, hàng một đáy nhưng mà tương đối là lặng tay, một lớp. Con này 22 sâu 9, 130.000 mã số 5. Tiếp theo lên cho các bác một con quánh này, con này đường kính 19 sâu 11 này. Thanh lý cho các bác 150.000 mã số 14, quánh hai đáy dày lặng nhá các bác nhá. Hai đáy. 19 sâu 11, con này rất là chi là sâu. Thanh lý cho các bác 150.000 mã số 14. Tiếp theo lên cho các bác con quánh này đường kính 19,5 sâu 9 này. Thanh lý cho các bác 100.000 mã số 31. Con này là dòng hai lớp nhá các bác nhá. Không phải một lớp, hai lớp. Đấy. Rất là dày luôn. Cực kỳ là dày. Con này thanh lý cho các bác 100.000 mã số 31. 19,5 sâu 9. Tiếp theo lên cho các bác một cái lồi này, rất là đẹp luôn, thanh lý hết. 20 sâu 9 này các bác này, 20 sâu 9 nhá, thanh lý cho các bác 200.000 mã số 12. Con này là dòng nồi hai lớp rất là dày luôn. Rất là dày. 20 sâu 9 200.000 nhá, mã số 12. Hàng hai lớp. Tiếp theo lên cho các bác con này. Đấy, cái này lồi nhỏ, đường kính 224 sâu 675 này. Con này thanh lý cho các bác 50.000 mã số 11 này các bác này. Cái nồi này các bác sử dụng cho ăn lẩu này. Đấy, ăn lẩu. Sử dụng cho 2-3 người này. Đấy, cho bác sinh viên nhà trọ là ok luôn này. Đường kính 24 sâu 6,5. Thanh lý cho các bác 50.000 mã số 11 nha các bác nhé. Đấy, vuông đắp chuẩn xịn xò luôn. Vuông từ ok. Bắt từ rất chi là nhanh luôn. Riêng cái dòng một lớp nó bắt từ nhanh kinh khủng. Các bác chỉ cần đặt lên bếp một nút là ăn ok luôn là đun rất chi là nhanh luôn. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi đường kính 23 sâu 10. Con này được thiết kế theo kiểu dạng vuông trống tràn như này nhá các bác nhá. Em thanh lý cho các bác 100.000 mã số 1 này. 100 mã số 1, con này vận chuyển hơi méo một chút. Đấy. 100.000 nhá các bác nhá. Mã số 1 này, luộc rau nấu canh này, ok luôn. Được thiết kế theo dạng vuông trống tràn. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi lẩu nữa này. Đấy. Ở bên Nhật nó dùng cái nồi ăn lẩu này rất là nhiều. Bây giờ họ ít người, sao 2-3 người dùng cái dòng này ok luôn này, đẹp luôn các bác. Đấy. Con này đường kính 24 sâu 8 đấy các bác nhá. 100.000 mã số 17 này, thanh lý chỉ có 100.000 thôi. Bên trong có 3.000 nó mới chưa, mới tinh luôn. Cái phần tay nó thiết kế rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Đun từ ok này. Sử dụng cho 2-3 người. Đấy, 24 sâu 8 100.000 đấy ạ. Mã số 17. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 21 sâu 11, con này 150.000 mã số 9. 150.000 mã số 9 nha các bác nhá. Con này là lồi hai lớp. Lồi hai lớp nha các bác nhá. Rất là dày luôn, không phải lồi một lớp, hai lớp. Thanh lý cho các bác 150.000 mã số 9. Đường kính 21 sâu 11 150. Bác nào lấy con nào chụp lại màn hình giúp em nhé. Chụp lại màn hình giúp em. Đây em có một con này này các bác về trưng bày này. Bác nào thích trưng bày em. Con lồi nó đẹp dã man luôn, hình dáng rất là nói chung là khó tả. Từ trước giờ chưa có con nào giống như con này, chỉ có một thôi. Con này thì em không biết nó có đun từ hay không. Chắc là không đun được từ. Để em test thực tế nó đun được từ. Con này em test không đun được từ nhá các bác nhá. Đường kính 21 sâu 8. Đây các bác nhìn cái phần vung này. Đấy. Nó làm rất là cầu kỳ đẹp luôn nhá các bác nhá. Chạm khắc kiểu gì luôn. Đại loại rất chi là đẹp. Lồi bên trong này. Không đun được từ nhá các bác nhá. Đun ga. Đấy, hình thức này. Đẹp luôn. Rất là đẹp. 21 sâu 8 này, thanh lý 200.000 mã số 10. Đẹp chưa? 200.000 mã số 10. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 22 sâu 10 này, thanh lý cho các bác 200.000 mã số 7 này các bác này. Con này là dòng nồi y lớp 2 lớp nhá các bác nhá. 2 lớp. 2 lớp. Đấy, con nào 1 lớp thì em báo các bác 1 lớp, con nào 2 lớp là 2 lớp. Con này 22 sâu 10, 200.000 mã số 7 nhá các bác nhá. 200.000 mã số 7. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 21,5 sâu 10.
thanh lý cho các bác 150.000 mã số 37 nhé. Đấy. Cái này là lồi một lớp luộc rau nấu canh thôi nhé các bác nhé, luộc rau nấu canh 21,5C10 150.000 mã số 37. Tiếp theo lên cho các bác một con này rất là sâu lòng luôn này. Con này đường kính 22 sâu 17 thanh lý cho các bác 200.000 mã số 30 nhé. Bên trong nó là một lớp chống dính này các bác này. Đấy. Con này đun ga không đun từ các bác nhé. Đun ga không đun từ 22 sâu 17 200.000 mã số 30. Con này đun ga không đun từ. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 20 sâu 8 nhé, thanh lý cho các bác 170.000 mã số 6 nhé các bác nhé. Con này nó là dòng nồi chống dính này bên trong này các bác này, lớp chống dính đã còn rất chi là mới luôn. Các bác làm rán chảo, rán chiên, xào nấu ngập dầu ok luôn nhé các bác nhé, đa năng. Con này đun ga không đun từ nhé các bác nhé, nồi nó chi là mới luôn. Đấy các bác nhìn đun ga và phần đáy còn mới nguyên, gần như chưa sử dụng, tem mác còn nguyên này. Con này đường kính 20 sâu 10 170.000 mã số 6. Bác nào lấy con nào giúp chụp lại màn hình giúp em nhé. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 18 sâu 9 này, thanh lý cho các bác con này 120.000 mã số 33. Con này rất chi là dày luôn. Con này đun từ ok nhé các bác nhé. Đáy này cái này là mạ đồng, mạ đồng ấy. Đun từ ok, hàng nồi rất là dày. 18 sâu 9, 120, 120.000 mã số 33. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 21 sâu 10 nhé các bác nhé. Con này 170.000 mã số 22, tem mác xuất nhật đầy đủ này. 170.000 mã số 22. Đây, luộc rau nấu canh ok, lồi inox một lớp. 22 sâu 10 170.000 mã số 22. Tiếp theo lên cho các bác con này. Con này các bác ăn lẩu ok nhá, đun từ được này. Con này đường kính 27 sâu 8 180.000 mã số 21 này. Ăn lẩu được các bác nhá, đường kính rất là rộng luôn, đường kính 27 sâu 8 này. Đấy, ăn lẩu được nhá, đun từ ok. Cái này nó là mạ đồng. 180.000 mã số 21 ạ. Gom xịn xò có lỗ thông hơi. Nên là ăn lẩu không sợ tràn. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi này. Con nồi này bên trong thì nó có một cái vỉ hấp như thế này. Một cái chân hấp như thế này. Đây các bác nhìn này, khi em đặt lên nhé. Em đặt lên thì nó còn phải tầm từ 5 đến 7 phân nước. Cho nên các bác hấp được sôi, hấp được tất cả các thứ. Đấy. Con này là dòng nồi hai lớp rất chi là dày và lặng luôn. Nguyên bản một cái nồi này rất chi là lặng luôn này. Dày thật sự luôn, con này dày thật sự luôn. Đấy, bên trong nó có một cái vỉ hấp như này nhé các bác nhé. Một cái vỉ hấp như thế này. Đấy. Đấy, và đặt vung lên như thế này. Đấy, đặt vung lên như thế này. Bỏ cái lồi hấp ra thì các bác rồi mới cái lồi sử dụng. Đấy. Con này em thanh lý cho các bác 250.000. Con này nó rất là dày luôn ấy. Em cân lên thực tế để cho các bác đặt cái vỉ hấp này. Một cái lồi này nó nặng gần 2 cân, 1 cân 8. Nếu mà đúng giá, nếu mà đúng giá ra thì là con này phải bán tầm, sợ chưa, lỗ kinh khủng. 1 cân 8 đúng giá là bên em đang bán với giá là 500 540. Nay em thanh lý cho các bác 250, 21 sâu 14, đúng giá là 540. Cái lồi nó cực dày luôn, nguyên bản mới cái lồi, lồi hai lớp. Các nào mua con này quá hồi luôn. Thanh lý cho các bác 250.000, 21 sâu 14. Thế nha, lên cho các bác con này. Đường kính 23 sâu 8 này. Thanh lý cho các bác 50.000, mã số 18. 23 sâu 8, con này vận chuyển hơi bị móc một chút đấy nhá. Hơi bị cấn một chút. 23 sâu 8, 50.000, mã số 18 này các bác. Tiếp lên cho các bác con này, đường kính 26 sâu 6, con này 50.000 mã số 28, con này nhôm nhé, nhôm vàng nhé các bác nhé, nhôm vàng con này đun ra không đun từ, 26 sâu 6, 50.000 mã số 28. Tiếp theo lên cho các bác con này, đường kính 24 sâu 6, 100.000 mã số 15, 100.000 mã số 15. Theo lên cho các bác con này 28 sâu 10 này. Các bác này ăn lẩu là luộc rau nấu canh rất là to luôn. Con này thanh lý cho các bác 200.000 mã số 23 nhé các bác nhé. 200.000 mã số 23, đun từ ok.
28 sơ 10 200 nghìn ạ. Rồi tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 19 sơ 9 100 nghìn nhá. Mã số 32. Con quánh. Một lớp đun từ ok nhá các bác nhá. Rồi lên cho các bác con này con cuối cùng ấy. Con này đường kính 20 sâu 8 này các bác này. Con này đun từ được nhá. Thanh lý cho các bác 200 nghìn mã số 26. Bên trong lớp chống dính còn mới tinh. Đấy các bác dán trên ngập dầu đều được. Nói chung là dòng nồi này đa năng luôn. Đun từ được nhá các bác nhá. Dán trên ngập dầu. Con này 20 sâu 8 thanh lý cho các bác 200 nghìn mã số 26. Rồi bác nào cần thì alo em số điện thoại 0934230664 các bác nhá. Các bác kết bạn Zalo xong là chụp lại màn hình sản phẩm các bác cần mua nhé. Để em tìm cho nó dễ. Rồi hàng bên em cọc lên đơn các bác cọc cho em 50.000 hoặc 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán nhé các bác nhé. Rồi xin chào các bác ở các video sau ạ.